Hello, chào tất cả anh em nhé, mình là DJ đây. Thì hôm nay mình sẽ mod Iron Man và mình sẽ rủ thêm mấy thằng đệ của mình sẽ đánh với lại Thanos nhá. Là thôi chắc mình rủ bỏ anh Thor thôi. Bây giờ mình đây là cái khu tòa nhà của mình. Thì bây giờ mình sẽ đi về cái thành phố Los Santos. Mình chỗ đó đất nó rộng hơn, tại thành phố này của mình nó chật chội lắm, toàn là nhà không à. Bây giờ mình sẽ quay lại cái thành phố Los Santos để mà mình rủ người ta nó đánh lộn nha. Để mình gọi điện, mình gọi rủ nó đánh lộn nè. Mình cũng đã kêu thằng Thor rồi. Giờ mình kiếm cái bãi nào trống trống á, cái rồi mình đập nhau với lại thằng Thanos thôi. Tập vợt anh em, nói chung là đánh nhau miết cũng chán rồi. Giờ quen rồi nên anh em lâu lâu rủ nhau ra vợt vài chiêu thôi. Giờ mình sẽ bay về thành phố Los Santos. Đây là thành phố của mình nè. Thành phố này mấy anh em chơi thì nếu mà muốn chơi thì phải mod vào nhá. Kể cả cái tòa nhà của Iron Man cũng mod vào. Còn cái thành phố bên kia là thành phố Vice City. Bây giờ mình sẽ bay về mình đập nhau. Cái kèo đập nhau với Thanos này là nó bảo là chung một chậu nước mía. Ok. Rồi thì về tới đây thì thấy thằng Thor nó đập nhau với Thanos trước rồi. Bây giờ mình vô mình góp vui nha. Thật sự nếu mà đánh với lại thằng Thanos á thì đánh không lại nó đâu, nó trâu lắm. Mỗi thằng nếu mà có mình thôi thì bay ra còn đánh ngang cơ được với Thanos, chứ còn mình thì chỉ vào góc chơi vui thôi. Không, nó quýnh mình bập dập luôn. Trong team Avenger thì chắc mình nghĩ là thằng Thor là cái thằng mạnh nhất rồi. Mình tới đây mình chủ yếu là ngó hàng này đập nhau uống kén nước mía thôi. Thanos nó căng no, nó cứ dí mình, nó quýnh hoài. Chơi mày ơi à. Đúng rồi Thor, chém nó đi Thor. Ây da, sao đứng tao coi mà đánh gì. Đó à, đúng rồi, hay lắm. Mày hả bởi. Trời ơi, quýnh Thanos bầm dập luôn. Rồi, nó có tuyệt chiêu teleport các bạn. Thor nó chơi tornado rồi, lóc con này lên rồi. Quýnh đi Thor, anh tin em. Hay da, đứng coi không mà cũng thổi lửa em nữa anh hai. Đập nhau với Thor đi, em rảnh em vô em làm vài chiêu thôi. Hay da. Hay da. Nói với mày rồi, tao chỉ muốn coi thôi, tao không muốn đánh đâu. Một mình thằng Thor lắm, nó chơi với mày nổi rồi. Cứ nhào vô bồi nó đi thôi. Chạy đâu rồi? Ê. Ôi nó cục đá rớt trời không. Thằng Thor có chiều này lợi hại rồi à, lóc. Ê. Trời ơi, nó quýnh vậy thôi chứ má sao nó chạy không nổi nữa. Coi mình vô mình kéo mình bồi thêm tí coi. Ý ôi da, trâu thế nha, đấm nó mà mình bay luôn. Rồi mày hả bưởi. Trời ơi, mày mất chỉ luôn. Rồi chung nước mía đi Thanos ơi, đánh không lại anh em tao đâu. Mày ấy à, cứ tung đấm đó là mình bị văng lên trời là sao ta. À không có thò chắc đó. Thanos nó quýnh mình bầm dập luôn các bạn ơi. Ở đây mày hộ máu này con. Mày ấy à, lại văng lên trời, có phải không đấm được nó đâu các bạn à. Mày ui, thằng Thor nó lấy hai cái búa nó đập thằng Thanos luôn. Để coi rồi Thor làm gì tiếp đây. Hai này quýnh nhìn mỏi cổ quá. Nó quýnh từ trưa tới chiều luôn rồi. Mày à, thật sự là Thanos này nó đúng trâu mà đúng mạnh luôn các bạn ạ.
kho nó quýnh nó bầm dập nhiều tử gì mà nãy giờ chưa xin dê nữa. Đó, mình đứa mình ngó không còn bị nó quýnh tơi bời luôn. Con thò ở trâu kia nó không sợ luôn à. Bồi thêm cho mày một cú này con. Thấy anh Hiền ăn hiếp đó mày. Đâu rồi? Ôi quýnh đứng dưới đất quýnh đi. Bay bay lên trên trời nhìn chóng mặt quá. À thua lẹ thằng nó rơi chung nước mía đi. Đừng có chạy cối nữa. Về vợ tao nó quýnh bây giờ. Gần tối rồi về ăn cơm không ơi. Ê nhá. Không ổn rồi nó phải xử nữa các bạn à. Đánh lẹ đi còn về nghỉ nữa. Ê nhá. Ôi ơi. Mày. Ok ok. Tao chung nước mía cho mày nha. Mày chịu thua đi nha. Có mấy ly nước mía không à? Tiếc cái gì không biết. Ê, gần tối rồi tao dọn lẹ tao về tao nghỉ nha. Bây giờ tao xử á, tao đánh á. Mấy giờ tao nhường rồi. Mày. Ê. Xử nó đi thôi. Bay nữa. Ok, tao đấm mày một cú nữa nè. Mày. Xong. Nhanh gọn lẹ. Đi về thôi. Nó nãy nó nói với tao nó không có đem tiền. Bữa sau nó trả gấp đôi. Thôi hai anh em mình về nghỉ đi, bữa sau uống nước mía nha. Đánh nãy giờ mệt quá. Ê, chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở mấy clip sau nha. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh. Anh em thích mình đấu với siêu anh hùng nào nữa thì comment nhé.